Cô ơi, hôm nay thì cháu chắc là không gọi cô bằng cô rồi, mà cháu phải gọi cô bằng bằng chị Hằng rồi, bởi vì hôm nay là đẹp và trẻ quá rồi cô ạ. Hôm nay là mình đến thì mình chạy săn chắc đây hả cô? Cô chạy săn chắc là sau khi mà lộ trình săn chắc này cô thấy kết quả tốt quá nên cô đang muốn làm lộ trình thứ hai nữa. À, tức là mình muốn làm thêm một liệu trình nữa cả. Chính lộ trình thứ hai mới là lộ trình làm đẹp hẳn thật sự luôn đấy. Còn liệu trình đầu tiên thì để là cô có cảm giác đấy là chữa bệnh đấy. À, cảm giác là chữa bệnh thôi. Còn bây giờ là chưa có to nhỉ? Bụng ngày trước đấy, mọi người có thể nhìn nhá, cái phần bụng ngày trước đây khi mà cô đứng ngang nhé, toàn bộ cái phần mỡ ấy nó đổ xuống bởi vì là cái phần da của cô không có săn chắc. Và cháu nhớ là ngày đấy khi mà cô đến thì cô đi lại cũng rất là khó khăn đúng không cô? Gần như là mình không đứng thật sự là lúc tắm có cảm giác nó như là một cái tạp rể đấy, thế ra đấy. Nhưng mà bây giờ đấy nó săn chắc, nó đẹp như này, cô thích nhìn cái bụng săn đấy. Chính vì thế mà cô bảo thôi quyết tâm làm lộ trình thứ hai cho nó đẹp hẳn luôn. Vâng, cho đẹp hẳn luôn. Bây giờ là cô đang mặc size gì rồi? Cô đang mặc size M đấy. Size M trước là size gì? Trước là cô mặc XL. XL tức là bây giờ quyết tâm là đều xuống size S. Size S cô đang muốn là làm lộ trình thứ hai để xuống size S để thành như con gái luôn. Vâng, cô là mình giảm được bao nhiêu cân ạ? Cô giảm được 8 cân đấy. 8 cân, tức là trước đây là mình là bao nhiêu? Cô là 58 cân. À, thế là bây giờ giảm còn 50 cân thôi. 50 cân, mà nếu mà cô nghĩ là lộ trình thứ hai chắc sẽ còn bốn mấy là thích là mỹ mãn. À, là mỹ mãn rồi đúng không cô? Còn số đo bụng của cô thì mình giảm bao nhiêu? Cô giảm được 20. Tại vì cháu nhớ thực ra ngày đầu tiên khi mà cô Hằng đến thì là cô Hằng quan tâm về cái sức khỏe là chính. Đúng rồi. Vâng. Đấy, lúc mà sau khi sức khỏe cải thiện tốt rồi thì bây giờ là cô muốn là làm đẹp. Vâng. Tức là cô là bao nhiêu ngày là cô đào thải? Tại vì cháu nhớ được cái quá trình đào thải của cô rất là nhanh. Cô rất là nhanh, là nghĩa là sáng cô làm thì chiều tối cô đã thấy đào thải ra bao nhiêu mỡ rồi. Vâng. Chính thế đâm ra cô rất là tin tưởng, bởi vì là nghĩa là không phải đụng một cái gì mà chỉ là làm theo kiểu không xâm lấn, không xâm lấn gì đâu đấy. Vâng. Mà lại có hiệu quả như thế. Rồi làm xong làm xong về nhà là mình nghỉ ngơi cũng cảm thấy không có cái chuyện gì xảy ra cả như bình thường luôn. Vâng. Thế là cô mới tin tưởng. Vâng. Thế còn cái quá trình đào thải của cô thì như nào? Lúc cô đào thải có mệt mỏi gì không? Không, cô không thấy có một đạn, cô đã bảo không có cái hiện tượng gì như là bình thường luôn. Thế đâm ra là cô thấy nó hay ở cái chỗ đấy. Vâng, tức là cháu nhớ là sau một tuần khi mà cô đến thăm khám và kiểm tra lại là cháu đã thấy là cô đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Đi lại bình thường. Vâng, cháu còn bất ngờ cơ. Đấy. Và cái lúc mà có người nói là đi nhanh như cơn gió. Đi nhanh như cơn gió chứ không kiểu là long phong và đi lại mệt mỏi như cái trước đầu tiên đến đâu. Thế và cô thấy hay ở cái chỗ đấy. Vâng. Thế cái lý do chính ý là cô đến với bên cháu là như thế nào cô, và cô có được ai giới thiệu không? Do chính là bởi vì là đầu tiên là cô đến một cái spa khác, cô thấy họ giới thiệu, cô thấy cũng sợ lắm, coi là cắt tiếp cái gì đấy, hút hiếp gì đấy, đừng có sợ lắm, đúng thuật. Ừ đấy, thì tất nhiên là sau cô bảo con dâu cô thế nào để con sẽ lên mạng con xem, tìm hiểu xem là chỗ nào tốt hơn, thì cũng nó ra là tìm hiểu được cái spa Bodean này đấy. Thế mà lại thứ nhất là gần nhà, hay đấy là đến phỏng vấn thì cô thấy rất là tin tưởng. Vâng. Chính vì thế mà cô đặt tất cả hy vọng vào đây. Đặt tất cả hy vọng vào đây. Bởi vì lúc là cô đến, cô bảo là cháu ơi, thực ra cái đầu tiên cô quan tâm chính là vấn đề về sức khỏe. Bởi vì là cô vào lúc đấy là cháu nhớ là cô đi cái phần khớp của mình ấy, nó cô đi còn long khom nữa, mà hơn nữa là cô đau hết cả cái lưng rồi xương khớp mà ở đằng sau cô đau lắm, bởi vì là cái mỡ bụng nó nhiều quá, nó làm cho cô đi lại khó khăn, mà đứng lên ngồi xuống cô cũng thấy khó chịu lắm đấy. Bây giờ đến là thấy mặc quần áo bó rồi lại đi cả guốc cao nữa cơ. Đấy, điều đầu tiên là cô chỉ đi giày bệt thôi. Vâng. Đến bây giờ cô toàn bị 7 phân, cô cảm thấy vẫn là thấp, còn đang muốn đi cao nữa lên, đang muốn đi cao nữa lên đúng không cô? Thế ông xã rồi còn mọi người ở trong gia đình ấy có nhận xét gì không cô? Nghĩa là ông xã cô bảo phải nói là cũng ngạc nhiên là tại sao lại vợ mình lại xuống cân cách nhanh chóng và lại người lại đẹp ra. Vâng. Mà cũng cảm thấy như có vẻ rất là tự hào, là vợ thấy cảm giác như trẻ ra rất nhiều đấy. Vâng. Vì cái lúc cô to béo thì trông đúng là nó già đi rất nhiều, nhưng khi dần người nó thon gọn lại thì tự nhiên cảm thấy trẻ ra đến chục tuổi ấy. Vâng. Chính vì thế mà cả nhà ai cũng phấn khởi. À vâng, thực ra là ở độ tuổi như của cô Hằng ấy thì ngày đầu tiên cô đến với cháu thì cháu cũng đã tiên lượng rằng là vì cái sức khỏe của cô khá là yếu nên là có thể là cái liệu trình của cô sẽ chậm hơn, cái chuyển hóa chậm hơn. Nhưng mà cô thì lại cái quá trình hoàn toàn ngược lại. Tức là sau ngày đầu tiên cô đã đào thải rồi và một tuần cô đã giảm được 2 cân rồi. Và cho đến bây giờ là cô giảm được 8 cân. Tức là bản thân cháu, là người tư vấn cháu cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng với cái kết quả này. Cả cái trước đây khi mà cô đi điều trị ở bệnh viện ấy là cô cũng có nói với cháu là bác sĩ là cũng phải ngạc nhiên với cái chỉ số bây giờ. Đúng rồi, cũng ngạc nhiên đến cô đến cô khám lại xem như nào thì họ cũng phải ngạc nhiên, họ bảo thế sao lại giảm cân mà cái tuổi này lại giảm cân nhanh như thế. Vâng. Thế nhưng bảo là không có vấn đề gì đâu, giảm mà cảm thấy trong người rất thoải mái,
mẹ khỏe ra, thế đâm ra là cô rất tin tưởng cô Leanne, cô lại đến tiếp. À vâng ạ, à. Thực tế là bây giờ nhá, cô nhìn nhá, cái phần bụng của mình nhá, không những là cái lượng mỡ đào thải hết mà cái da, phần da của cô rất là đẹp luôn, không hề bị chảy xệ. Và cái vấn đề này thì là cách mọi người cũng đang quan tâm rất là nhiều, bởi vì là sau khi giảm thì cái da nó có bị nhăn nheo, có bị trùng hay không? Cô thấy nó không hề có sự trùng nhão gì đâu mà cảm thấy nó săn chắc da mà. Vâng. Thế đâm ra cô cảm thấy trong người cảm giác nó cứ như trẻ ra rất là nhiều tuổi, đâm ra lúc nào cảm thấy phấn khởi. Yêu đời. Mọi người gặp cô chắc là bất ngờ. Mọi người gặp ai cũng bất ngờ, đến em còn bất ngờ, bởi chị em là người tư vấn cho cô mà sau chỉ một tuần thôi em gặp lại cô em đã thấy bất ngờ rồi, bởi vì là cô cái sức khỏe cô cải thiện rất là nhiều, đi lại nhanh nhẹn hơn. Bây giờ cô còn đi được giày cao gót đúng không? Ừ đấy, cô còn đi được giày đã 7 phân, bây giờ còn đang muốn đi 9 phân luôn. Lại còn đang muốn làm liệu trình nữa cơ chị, để cho đẹp hẳn luôn, tại vì là cô bảo là liệu trình 1 của cô thôi coi như là cô bỏ tiền để chữa bệnh. Còn liệu trình 2 là cô muốn để cải thiện số đo đẹp hơn nữa, xuống size S luôn. Nhưng mà ngày trước là mỡ của cô rất là nhiều. Thế mà đến bây giờ là khi mà mất khoảng hơn 8kg mỡ mà không thấy có hiện tượng trùng chảy xệ luôn. Đúng rồi, căn bản là như này. Bởi vì trong thành phần tinh chất của enzyme thì nó chiết xuất cái hàm lượng da cá hồi rất là nhiều, nên là nó sẽ làm tăng sinh cái phần collagen cho mình tốt nha chị nhá. Còn cái da của mình nếu mà mình giảm xong mà cái da của mình chảy xệ thì chắc là nhiều. Em nên đưa cho cô nghe. Alo, anh à. Có, em đang chuẩn bị về, sắp xong rồi. Cười, anh cười. Em sắp về rồi nhá. Vâng, vâng.